nay chúng con đã được giao mạng với Chúa, được liên hệ với Chúa, chào mừng những kỷ niệm giải tội, để tâm hồn con được bình an, đạo đức thánh thiện, tập sự tâm hồn sứ thật. Để ngày mai chúng con bước Chúa ngày trọng thể và trong tâm hồn, có Chúa trong cuộc đời chúng con sẽ cảm thấy hạnh phúc không ai được hết. Và đi đâu làm gì chúng con vẫn có Chúa ở trong tâm hồn. Đó là điều mà chúng con cảm thấy rất là hạnh phúc lớn lao. Không có một cái gì cao quý cho bằng. Ý được điều đó để từ nay đi, mình hãy xa cái những gì tội, xa cái tất cả những cái gì mà làm mình bất tin. Tình yêu Chúa, bất kỳ ơn thánh Chúa. Chúng con hãy cố gắng cảm nhận đi những kiến thức về nước xấu để trở thành một người con ngoan và đòn của những thánh thiện. Để xứng đáng với ơn Chúa mà chúng con lãnh nhận, không phải chỉ là lần đầu tiên này, hay là những đêm phút đẹp đẽ của những ngày đầu tiên nước Chúa, nhưng chúng con phải ý thức cả cuộc đời chúng con luôn nước Chúa và có Chúa trong tâm hồn để chúng con sống xứng đáng, để chúng con sống trở nên một người Kitô hữu, để chúng con sống là người làm chứng dân Chúa. Giờ phút này chúng con kiên cố lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa rồi, chúng con đã ơn Chúa về tất cả những hậu ân cao quý đó. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người. Chúa tôi chưa chết trên đây thánh ca vì con, lại cho con được tạo thánh Đức Chúa Trời cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hồi thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn lành cổ tránh dịch. Vậy các thánh ở trên nước tiên rằng cảm ơn Đức Chúa Trời ngày nào thì con cũng được cùng các thánh và đứng cho Chúa cùng cảm ơn như vậy. Chúa ở cùng chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho chúng con. Amen. Nào ta chúc cùng Chúa, ta ơn Chúa. Giờ chúng con sẽ chụp hình chung với Cha với Nhi một tấm. Rồi sau đó bạn tâm chúng tôi sau đi lên cầu sau. Ngài là muôn thế các muôn, là Chúa trên các Chúa. Ngay từ khởi đầu công trình sáng tạo, Chúa Giêsu Kitô đã cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần hoàn thành công việc tạo dựng vũ trụ cách tốt đẹp. Vì thế, Chúa Giêsu là vua vũ trụ, vua của sự sáng tạo, vua của tình yêu, vua của niềm vui, lòng bác ái, hoan lạc và bình an. Ngài là Alpha và Omega của vũ trụ vạn vật,
Công trình sáng tạo vũ trụ và cứu độ con người được trọn vẹn là nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Ngài chết để điều đi đến nước này, cảm ơn công lý và lòng xét sửa chữa trên nước ấy và sự công bằng mà mỗi người chúng ta đã làm khi còn sống trên đời này. Hòa cùng niềm vui chung của toàn thể giáo hội, hôm nay giáo xứ chúng ta vui mừng đón nhận thêm 14 em được xưng tội rước lễ lần đầu. Chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời tri ân cảm tạ và cùng cầu nguyện cho các em khi đã được rước mình vào mẫu Thánh Chúa, chúng được lớn lên trong ân nghĩa Chúa mỗi ngày. Xin cho tâm hồn thơ bé của các em luôn đơn sơ, trong sáng và luôn khao khát nhường lấy Chúa Giêsu thân thể xin năng rước lễ để tín tịch và máu Chúa trở thành sức sống và niềm vui bình an trong tâm hồn các em. Hiệp với Chúa Thần Thánh trên trời, chúng ta chúc cùng Chúa Giêsu vua và xin những ơn cần thiết để các em và tất cả chúng ta tuân giữ được yêu thương của người. Trong những tâm tình đó, giờ đây kính mời đồng đoàn đứng và hướng về tiền đường nhà thờ đón cha chủ tế và đoàn rước tôn vinh Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ. Oh,
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và cùng cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các đặc biệt tất cả quý phụ huynh của con em hôm nay lãnh nhận bí tích xưng tội rước lễ lần đầu, và đặc biệt chúng con lãnh nhận bí tích rất thân mến. Hôm nay cùng với toàn thể giáo hội hoàn vũ mừng kính Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ. Chúa là vua các vua, Chúa các Chúa, nhưng vua không phải theo kiểu trần gian ngồi và đi trên nhung lụa hay mặc cẩm bào hoặc là làm tất cả những điều cao sang ở cung điện, nhưng vua Giêsu là vua tình yêu, vua thể hiện sự nghèo khổ, vua đến với thân phận của con người nghèo khổ và sống chết với người nghèo khổ. Đó chính là một dấu chỉ và một dấu chứng cho tất cả mỗi người chúng ta, cách đặc biệt đối với tất cả con cái hôm nay lãnh nhận bí tích xưng tội rước lễ lần đầu. Chúng ta rước lấy tình yêu Chúa trong tâm hồn chúng ta, không phải chúng ta giữ cho riêng mình, không phải chúng ta đóng khung trong nhà thờ, cũng không phải chúng ta đóng trong tâm hồn, nhưng trở về với cuộc sống đời thường, đi vào trong mọi hoàn cảnh, nhất là những con người bơ vơ, bất phường, đói khổ, túng cực, chúng ta hãy trao chia cho tất cả những người đó. Đó mới chính là hoàng tử của vua Giêsu. Xin cho mỗi người trong chúng ta nhận tước hiệu cao quý này là những hoàng tử của vua Giêsu. Chúng ta hãy sống tinh thần của vị vua để chúng ta chia sẻ tình yêu, niềm vui và ơn Chúa cho tất cả những người đang cần nơi chúng ta sự trợ giúp. Xin cho chúng con hôm nay rước Chúa lần đầu cách trọng thể vào trong tâm hồn. Chúng con trở về thay đổi đời sống chúng ta bằng việc sống bác ái yêu thương, sống nhân chứng tình yêu của Chúa bằng chính đời sống của mình, để từ đó mỗi người nhận thấy nơi chúng con một sức sống của tình yêu, và nhất là những người luôn có Chúa ở cùng. Thánh lễ chúng ta đến hôm nay để cầu nguyện cho các linh hồn Giuse Lucia, linh hồn cha cố Giuse Maria, các linh hồn của ông bà, tổ tiên, cha mẹ, của tất cả những gia đình có con em hôm nay lãnh nhận bí tích cùng các đặng linh hồn, và xin ơn bình an tạ ơn theo ý người xin. Để của lễ chúng ta thành tâm khiêm tốn nhân lên Chúa trong thánh lễ này được Chúa đã nhận, mỗi người chúng ta khiêm tốn nhìn nhận những thiếu sót, những lỗi lầm của chúng ta, xin Chúa thứ tha cho chúng ta để chúng ta đi vào trong tâm tình thánh lễ với của lễ chúng ta dâng lên và Chúa đón nhận.
Oh.
là chiếc thơ thứ nhất của Thánh Phaolô văn đồ để tín hữu Corinto. Anh em thân mến, bất kỳ cô đã từ cõi chết sống lại là hoa tỏa đầu của những kẻ yêu rất. Vậy sự chết bởi một người thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào thì mọi người cũng sẽ được tái sinh trong một khi tôi như vậy. Nhưng ai nấy đều đi với tội của mình. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô. Vậy đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin người xứ thế, rồi đến tận cùng khi người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha và đã tiêu diệt mọi đồng mục tiền năm và tớ lực. Nhưng người còn ở đây phụ cho đến khi người đặt mọi vương cùng đến chân người, kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết khi mọi sự đã suy phục người. Bây giờ chúng con cũng sẽ suy phục đúng để bắt mọi sự suy phục mình, để Thiên Chúa nên mọi sự cho mọi sự. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cách đặc biệt quý phụ huynh có con em hôm nay lãnh nhận bí tích xưng tội trước lễ lần đầu, và cách riêng đối với tất cả chúng con lãnh nhận bí tích trọng thể hôm nay rất thân mến. Một câu chuyện rất thú vị và cũng đáng để cho chúng ta làm lẽ sống. Có một ông hoàng kia sống rất hạnh phúc. Vì thế khi ông ta chết, người ta đã làm một bức tượng của ông đặt trên một bệ cao dựng ở ngay giữa trung tâm thành phố để cho tất cả mọi người chiêm ngắm. Và tất cả mọi người dân đã đặt cho bức tượng này là ông hoàng hạnh phúc, hy vọng ông sẽ mang lại may mắn và hạnh phúc cho tất cả dân trong thành phố. Một buổi chiều mùa đông, có một con chim én đã đến đầu dưới chân pho tượng. Bỗng nó cảm thấy một giọt nước từ phía trên rơi trúng đầu nó. Nhìn lên, nó cảm thấy ngạc nhiên vô cùng vì thấy đó là giọt nước mắt của ông hoàng hạnh phúc. Thì ra ông hoàng cũng đang khóc. Mà tại sao ông hoàng lại khóc? Bởi vì ông là người hạnh phúc nhất kia mà. Từ khi được người đời đặt ta trên bệ cao này, và ta có thể nhìn thấy toàn thể dân tình trong thành phố này, ta rất đau lòng và không còn cảm thấy mình được hạnh phúc nữa. Ta muốn có thể giúp cho những con người bất hạnh, đau khổ, tung cực. Nhưng giờ đôi chân của ta đã bị chôn chặt vào trong bể này, không di chuyển, cũng chẳng đi đến đâu được nữa. Vậy chim có thể giúp ta làm việc này cho tất cả những người bất hạnh đau khổ kia không? Không được đâu, tôi còn phải bay đi Ai Cập để tránh cho cái lạnh của mùa đông đang đến. Ta chỉ yêu cầu chim giúp cho ta ngay lúc này và một đêm nay thôi. Được rồi, bây giờ ngài muốn tôi sẽ giúp đỡ cho ngài cái gì? Trong một túp lều ở phía bên kia đường, có một người mẹ đang khóc nức nở vì một đứa con đang bị bệnh nặng. Bà ta không có tiền để mời bác sĩ đến khám và cho toa thuốc con trai mình. Chim hãy lấy viên ngọc ở chuôi kiếm của ta để đem đến tặng cho bà ấy đi. Chim én liền dùng mỏ quặp lấy viên ngọc ở chuôi kiếm và bay đến trao cho bà mẹ già. Nhờ số tiền bán viên ngọc quý này, bà mẹ đã chữa lành bệnh cho đứa con trai yêu quý của mình. Hôm sau, ông hoàng lại yêu cầu chim én nán lại thêm một đêm nữa để mang tiếp một viên ngọc khác đến giúp cho một người ăn xin sắp chết ở bên vệ đường bởi vì rét cóng. Rồi hôm sau nữa, chim lại tiếp tục giúp thêm một người nghèo nữa bởi vì họ đang vỡ nợ và sắp phải tự tử. Cứ như thế, hết ngày này sang ngày khác, chim én lần lượt lấy hết tất cả mọi đồ trang sức đang gắn trên mình ông hoàng hạnh phúc mà mang cho tất cả những người nghèo khổ trong thành phố. Cuối cùng, đến giữa mùa đông, trời trở lạnh nhiều và tuyết rơi đầy đường, và trên người ông hoàng cũng chẳng còn một thứ gì là đáng giá, là cao quý nữa. Vào một buổi sáng, người ta thấy con chim én đã nằm chết cõng dưới chân pho tượng của ông hoàng hạnh phúc. Bên dưới đường phố, mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. Họ đâu biết rằng hạnh phúc của họ là nhờ sự hy sinh của ông hoàng hạnh phúc và nhờ sự tận tụy, tần tảo, miệt mài của con chim én đã bay đi bay về để giúp đỡ cho họ có được niềm hạnh phúc sung sướng. Hôm nay cùng với toàn thể giáo hội hoàn vũ mừng kính trọng thể lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ, chúng ta cùng với mẹ giáo hội kết thúc năm phụng vụ và hướng về điểm tận cùng của lịch sử nhân loại. Chúng ta được mời gọi chiêm ngắm dung nhan vua muôn vua trong khung cảnh uy nghi của ngày trung thẩm. Nhưng trong bài dùng ngôn hôm nay, Chúa Giêsu nêu lên những điều bất ngờ đáng để cho chúng ta suy ngẫm trong hành trình đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Dưới ánh sáng của lời Chúa, nhân loại được tách ra làm hai nhóm. Một bên
là chiên và bên kia là dê. Cả hai nhóm người lành kẻ dữ đều được xét xử theo tiêu chuẩn họ không thể ngờ tới. Cả hai bên đều ngỡ ngàng khi thấy Chúa Giêsu tự đồng hóa mình với hàng người bất hạnh, cùng khổ và đau thương nhất trên đời. Chỉ khác một điều là nếu sự bất ngờ đó đem lại mối phúc cho nhóm này thì nó lại mang đến sự vô phúc cho nhóm bên kia khi con Thiên Chúa ngự đến trong vinh quang của một vị quân vương. Bởi tiêu chuẩn xét xử là tùy theo thái độ của mỗi người sống với tất cả những con người bất hạnh cùng khổ chung quanh mình. Ngài là vua không như nhiều người thế gian này lầm tưởng, như trong tin mừng hôm nay trình bày, một vị vua của người nghèo, đấng sống với người nghèo, sống như người nghèo, tự đồng hóa mình với phận nghèo để trở thành một con người nghèo, sống chết với người nghèo. Chúa Giêsu Kitô là vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các Chúa. Vương quốc của Ngài là vương quốc của tình yêu. Ai sống trong tình yêu thì thuộc về Đức Kitô và là công dân của nước Thiên Chúa. Tình yêu nói được như là một chứng minh nhân dân, là thẻ căn cước công dân để tất cả mọi người có thể đi vào trong vương quốc nước Thiên Chúa. Tình yêu không đòi hỏi nhiều lời, nhưng bằng những hành động thiết thực, sống động và cụ thể. Cụ thể đó là chia sẻ chính những nỗi lo lắng, khó khăn, khốn khổ, cùng cực của anh chị em đồng loại trong hoàn cảnh mà đang chung sống với chúng ta ở xã hội này. Chúa Giêsu đã khẳng định chúng ta sẽ bị phán xét trong ngày sau hết về cách chúng ta sống phục vụ với Đức Kitô như thế nào, nơi những con người đói khát, rách rưới, bệnh tật, bị bỏ rơi, tù đầy, vân vân. Hãy phục vụ như Chúa Giêsu Kitô vua thế nào để ngày cuối cùng mỗi người trong chúng ta cũng được hưởng niềm hạnh phúc sung mãn như Chúa đã hứa. Hãy đến với những người cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dành sẵn cho anh em từ muôn muôn thuở. Hôm nay toàn thể giáo xứ chúng ta hân hoan vui mừng có một số các em được lãnh nhận hồng ân cao trọng, rước chính mình vào máu Thánh Chúa Kitô lần đầu tiên vào trong cuộc đời và tâm hồn của các em. Thật là một ý nghĩa cao cả ngày mà cả giáo hội mừng lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ, hòa lại gương sống tinh thần yêu thương và phục vụ như Chúa Giêsu Kitô vua. Đấng đến không phải để được phục vụ, nhưng là phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho muôn người. Đấng hiến ban chính thân mình, làm nên nguồn sức sống dồi dào, làm của ăn của uống nuôi dưỡng linh hồn người Kitô hữu. Thánh thể chính là thịt máu Thánh Chúa Kitô, bằng chính tình yêu trao hiến, tình yêu cao cả và tình yêu hy sinh. Tình yêu hiến ban cách vô vì lợi và mời gọi những ai nhận lãnh cũng phải trao chia cho anh chị em cách nhưng không y như thế. Cho nên việc cử hành thánh thể và kết hiệp với mình máu Thánh Chúa Kitô mời gọi mỗi người trong chúng ta thực thi đức ái cách mãnh liệt bằng cách lưu tâm đặc biệt đến anh chị em túng thiếu đói khổ, bơ vơ vất vưởng, những người được miêu tả như là bí tích hiện diện của Đức Kitô. Như lời Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói, bạn muốn tôn kính thân mình Chúa, bạn đừng khinh thường khi thấy thân mình này được bao phủ bởi những rẻ rách. Sau khi tôn vinh thân mình trong nhà thờ, được phần toàn lụa là, bạn đừng để thân mình bên ngoài bị lạnh cống, đừng để thân mình này lâm cảnh khốn cùng. Đấng đã nói, đây là mình ta, và bảo đảm với mỗi người trong chúng ta những điều đó là thật. Đấng ấy cũng nói, điều mà ngươi không làm cho những kẻ bé mọn này là chính người cũng đã không làm cho chính ta như vậy. Bí tích thánh thể đòi buộc chúng ta phải chăm sóc cho người nghèo. Để thực sự lãnh nhận mình bằng máu Thánh Chúa Kitô đã bị nộp vì chúng ta phải nhận ra Ngài trong những người nghèo khổ nhất trong trần gian. Thánh thể thực sự dẫn đến yêu thương và thái độ phục vụ mà Đức Kitô đã yêu cầu các môn đệ thực hiện cách triệt để trong đời sống đi theo Đức Kitô làm môn đệ. Đáp lại sự tranh chấp của các môn đệ là hành vi cúi xuống rửa chân của Chúa Giêsu Kitô. Ngài là mẫu gương yêu thương phục vụ tha nhân bằng cách khiêm tốn hạ mình xuống để rửa chân,
để phục vụ cho tất cả những người cùng khổ. Một tình yêu khiến Ngài đã trở nên của anh. Đây là mình Thầy đã hiến tế vì anh em. Một tình yêu được nâng lên thành một luật nền tảng, đúng hơn là một lối sống, làm mô phạm cho tất cả mọi người, mọi tương quan trong giáo hội. Các con hãy làm như Thầy đã làm cho các con. Điều này được thực hiện sống động nơi cộng đoàn Kiên Khởi. Hiệp thông, chuyên cần bẻ bánh, cầu nguyện không ngừng, giúp đỡ người nghèo, những khách hành hương, thăm viếng các tù nhân và nuôi dưỡng những ai túng thiếu. Trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu đã tha thiết với sự hiệp thông. Ngài không ngừng mời gọi con người đến sống mối thân mật với Ngài. Ngài tự mình là cây nho và mời gọi mỗi người trong chúng ta hãy trở thành cành nho để gắn bó mật thiết chặt chẽ với thân cây nho. Ngõ hầu hút đầy nhựa sống ở thân cây nho cho chúng ta được sống dồi dào sung túc. Ngài còn chủ động trở thành tấm bánh để hòa vào từng dòng máu, từng thớ thịt của con người trong một kết hiệp sâu xa mật thiết nhất. Ngài tự hủy tiêu mình đi để trở thành thịt máu của con người. Không còn sự kết hợp nào sâu xa khăng khít hơn được nữa. Tấm bánh gợi lên một bàn tiệc mọi người quây quần trong tình thương, chia sẻ lương thực và chia sẻ tâm tình, hiệp thông huynh đệ và yêu thương. Không còn gì cao đẹp hơn, không còn gì sống động hơn, không còn gì ý nghĩa hơn và không còn gì hiện nhất hơn nơi bàn tiệc Chúa Giêsu quy tụ mỗi người trong chúng ta hiệp thông với Ngài. Chúa Giêsu Kitô tự hiến mình để quy tụ chúng ta. Chúng Chúa Kitô đã vẽ ra để tình huynh đệ nhân loại được mặn mà, được thắm thiết, được khăng khít hơn. Hôm nay Chúa cũng hướng dẫn các em lãnh nhận mình máu Thánh Chúa trong tâm tình yêu mến, trong cử hành và trong cách sống bí tích thánh thể. Yêu mến bí tích thánh thể là phải trở nên hiền lành và khiêm nhường trong đời sống từng ngày, sống gần gũi với tất cả những người nhỏ bé, nghèo hèn, túng cực xung quanh chúng ta và sẵn sàng phục vụ họ. Cử hành bí tích thánh thể từng ngày là phải chấp nhận hao mòn đi, quên mình đi, thiệt thòi đi vì Chúa, vì anh em, vì tất cả những người cơ cực lầm than bất vượng. Sống bí tích thánh thể là không ngừng xây dựng đời mình trong tình hiệp nhất, huynh đệ và liên đới với tất cả mọi người chung quanh trong mọi môi trường sống. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, khi mỗi người chúng con biết sống yêu thương là chúng con đang làm chứng rằng Chúa chính là nguồn sức sống mãnh liệt, Chúa chính là nguồn tình yêu mạnh mẽ. Xin cho mỗi người chúng con, cách đặc biệt cho tất cả các em hôm nay lần đầu tiên lãnh nhận mình máu Thánh Chúa Kitô cách trọng thể, cũng đón nhận sức sống mới từ tình yêu Chúa, để mỗi người chúng con và đặc biệt từng em thiếu nhi trong chúng con đi làm chứng cho tình yêu Chúa giữa một thế giới đang có quá nhiều bất hạnh đau thương, giữa một thế giới đang nhiễm về tục hóa để khước từ tình yêu Chúa, giữa một thế giới mà con người không biểu lộ niềm yêu thương với nhau và sống chai lì vô cảm khi nhìn thấy những mảnh đời bơ vơ bất vượng. Xin cho mỗi người chúng con, đặc biệt cho các em, luôn luôn ý thức để làm chứng nhân cho Chúa. Ngõ hầu các em sẽ trở thành công dân của vương quốc tình yêu, là hoàng tử đáng yêu mến của vua Giêsu muôn thuở. Amen. Anh chị em thân mến, nước Chúa đã được Đức Kitô thiết lập bắt đầu tại thế và hoàn tất ngày Chúa quan lâm, ngày mà sự công minh và tình yêu của Chúa toàn thắng những bất công và sự chết nơi con người. Chúng ta hân hoan chúc tụng Chúa và dâng lên những lời nguyện xin. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia cơ bản yêu thương.
Thank you.
ban này cho mọi dân mọi nước nhờ người được hiệp nhất và bình an, người hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa. Đầy tràn tình thương công lý và bình an. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng: lời Chúa cho thật là ân thanh, là nguồn mọi sự thanh thiên. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thanh thần cho thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị đột vì các con. Cùng một thể thức ngay sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tiền. Đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu tận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi phong phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để phiền toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Gioan, giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ Chúa là linh hồn Giuse Lucia, linh hồn cha cố Giuse Maria, các linh hồn thai nhi, các linh hồn của ông bà, tổ tiên, cha mẹ của các em hôm nay lãnh nhận bí tích xưng tội được mấy lần đầu, và các đặng linh hồn là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhân đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đang đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thay được và hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa.
nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể tức Người đây, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha và ngày chờ ngày của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái tương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
chúng con được vinh dự sống theo lời cao ơn của Đức Kitô là vua toàn thể vũ trụ. Chúng con cũng vừa lãnh nhận thần lương ban sự sống muôn đời. Xin cho chúng con được mãi mãi cùng người hưởng vinh quang thiên vương, người hằng sống và hiền trì muôn đời. Ngày toàn thể con cái 14 em trong các gia đình mừng tập thể xin tội nước đến đầu. Giờ phút này các em muốn bày tỏ tâm tình cảm ơn đến tất cả mọi thành phần. Chúng ta nán lại để cho các em được bày tỏ lòng biết ơn. Và sau thánh lễ thì tất cả thiếu nhi chúng ta ở lại. Khi cha ra, cha cho lệnh ra về thì tất cả chúng con mới ra về. Sau đó tất cả các gia đình cùng các em chúng ta chụp hình trong cái ngày trọng đại của các em. Và chiều ngày mai là thánh lễ tạ ơn của các gia đình và các em. Xin các gia đình và các em tham dự thánh lễ chiều ngày mai để tạ ơn Chúa về hồng ân mình lãnh nhận. Thank you.
gia đình. Nếu các gia đình không động viên nhắc nhở, không tạo điều kiện thì con cái chúng ta không có thành quả này. Bên cạnh đó thì phải nói sự đóng góp rất lớn của quý vị, của anh chị giáo lý viên. Và cách đặc biệt là trong suốt thời gian từ đầu tháng 7 cho đến hôm nay là tròn 4 tháng, sự nỗ lực của cô Quỳnh Anh, của các anh chị giáo lý viên, là các anh chị Anh Thư, chị Trúc Phương, chị Lan Anh, những người đã cộng tác rất là đắc lực trong cái khóa này. Bởi vì khóa này cha quá nhiều công việc bận rộn, phải đi dạy, đi thường huấn, đi giúp chỗ này chỗ khác, cho nên tất cả mọi sự hôm nay là do cái sự nỗ lực xét duyệt thi khảo tập nghi thức của cô và các chị. Xin hết lòng cảm ơn sự công tác nhiệt tình này, và xin các gia đình cũng biết để cũng cầu nguyện và hỗ trợ với những người lãnh trách nhiệm đào tạo cho con cái chúng ta về đời sống đức tin. Và để thánh lễ hôm nay được trang trọng và tốt đẹp thì chúng ta phải nói đến sự đóng góp của toàn thể quý thường vụ, quý ban điều các giáo họ, cách đặc biệt và hết sức đặc biệt với những người trong ban khách tiết như ông Cầu, ông An và tất cả các người khác đóng góp cho chúng ta trong cái bầu khí thánh thiện, sốt sắng và tốt đẹp này. Chúng ta phải biết ơn và tri ân hết tất cả mọi người, cách này cách khác, âm thầm công khai hoặc là vì vấn đề này vấn đề khác, để cho thánh lễ của chúng ta rất tốt đẹp và trang nghiêm xuất sắc nhiều ngày. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn hết tất cả mọi thành phần trong cộng đoàn giáo xứ, nhất là các anh chị giáo lý viên, quý dì và đặc biệt quý phụ huynh. Chúng ta tiếp tục nâng đỡ con em của chúng ta về đời sống đức tin, về đời sống thánh thiện, về đời sống ơn Chúa, để khi con cái chúng ta có nền tảng vững vàng về lời Chúa, về đời sống đạo đức, thì mai ngày khi bước vào trong cuộc đời, đi đến bất cứ nơi đâu, có sóng gió nào, cám chỗ nào, cũng không lay chuyển được nền tảng như Chúa đã xác định. Nếu chúng ta xây nhà trên nền tảng lời Chúa thì không bao giờ sụp đổ. Còn nếu chúng ta xây dựng trên nền tảng cát đá, bằng cát là những lời trần gian, là những lời con người, thì sóng gió ma vương quỷ thần sẽ làm sụp đổ. Do đó chúng ta phải có trách nhiệm bổn phận xây ngôi nhà đức tin của con cái chúng ta trên lời Chúa, và nhất là động viên con cái chúng ta tham dự thánh lễ, nhất là các em hôm nay lần đầu tiên lãnh nhận mình máu Thánh Chúa cách tốt đẹp, trang trọng, thánh thiện, thì hãy giữ mãi cái đời sống này, không chỉ ngày đầu tiên nhưng mà suốt cuộc đời, luôn chuyên chăm việc trau dồi lời Chúa, luôn siêng năng tham dự thánh lễ và đức lễ mỗi ngày. Chúng ta đã nhận các bản luân lưu của Đức Cha gửi đến năm nay, chủ đề phục vụ của giáo phận là giáo hội hiệp hành nhờ lời Chúa và thánh thể. Đức Cha đã ghi trong bản luân lưu và sẽ gửi đến từng gia đình trong tuần lễ này. Chúng ta chịu khó, chúng ta đọc để chúng ta sẽ thấy Ngài chỉ dạy cho chúng ta về lời Chúa, và đặc biệt Ngài mời gọi các gia đình đọc lời Chúa. Giáo xứ chúng ta có mỗi một chiều thánh lễ đọc lời Chúa và chia sẻ lời Chúa, nhưng các gia đình chúng ta cũng cần đọc lời Chúa và chia sẻ, mỗi cá nhân chúng ta cũng cần đọc lời Chúa và chia sẻ, bởi vì lời Chúa sẽ bảo đảm cho chúng ta sự vững vàng. Lời Chúa là nguồn sức mạnh, là sự sống, là tình yêu, là nguồn cứu độ. Nếu chúng ta không có lời Chúa, tất cả mọi cái điều chúng ta làm ở trần gian này và kể cả cuộc sống đức tin chúng ta bỏ đi hết. Nhất là Ngài mời gọi trong thư luân lưu là mỗi ngày chúng ta cố gắng sắp xếp tham dự một thánh lễ để được nước Chúa, là nguồn sức mạnh, là nguồn bồi dưỡng linh hồn và bảo đảm cho chúng ta vượt thắng mọi gian nan thử thách, mọi cám dỗ, để chúng ta đạt tới nơi cao quý nhất, nơi hạnh phúc đích thực nhất, đó là vương quốc tình yêu mà vua Giêsu đang chờ từng hoàng tử chúng ta hiển thị trong ngày sau hết. Xin tất cả mọi người, xin tất cả các gia đình có con cái lãnh nhận cái thứ hôm nay, và xin chúng con ý thức để chúng ta sống năm phục vụ mới và sống cuộc đời của chúng ta luôn có Chúa ở trong tâm hồn, chúng ta sẽ hạnh phúc.
nhất và chúng ta sẽ cảm thấy tuyệt vời nhất. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các gia đình, xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, quý dì, quý vị thường vụ, ban điều hành các giáo hội, anh chị sự các đứa, các đoàn thể và đặc biệt các gia đình đã cộng tác, cầu nguyện và nâng đỡ các em để các em có được những thành quả tốt đẹp hiện tại và tương lai. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người. Giờ đây chúng ta đứng lên để nhận các bài kết lễ. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lên sau chúng anh chị em đi bình an. Ta ơn Chúa. Ta ơn Chúa, 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 ta ơn Ch
gia đình. Xin mời mọi người trong giáo xứ nắm tay nhau hiệp nhất yêu thương trong thánh thể tình yêu nhiệm màu. Gia đình và giáo xứ sống màu nhiệm thánh thể, sẻ chia từ tâm bánh là chính Đức Kitô. Gia đình và giáo xứ sống màu nhiệm thánh thể, cùng nhau tôn kính Chúa và yêu thương mọi người. Xin mời từng người trong gia đình, xin mời mọi người trong giáo xứ nắm tay nhau hiệp nhất yêu thương trong thánh thể tình yêu nhiệm màu. Gia đình và giáo xứ sống màu nhiệm thánh thể, sẻ chia từ tâm bánh là chính Đức Kitô. Gia đình và giáo xứ sống màu nhiệm thánh thể, cùng nhau tôn kính Chúa và yêu thương mọi người. Trong giáo xứ nắm tay nhau hiệp nhất yêu thương trong thánh thể tình yêu nhiệm màu. Gia đình và giáo xứ sống màu nhiệm thánh thể, sẻ chia từ tâm bánh là chính Đức Kitô. Gia đình và giáo xứ sống màu nhiệm thánh thể, cùng nhau tôn kính Chúa và yêu thương mọi người. Gia đình và giáo xứ sống màu nhiệm thánh thể, sẻ chia từ tâm bánh là chính Đức Kitô. Giáo xứ sống màu nhiệm thánh thể, cùng nhau tôn kính Chúa và yêu thương mọi người.